Còn ngon hơn chú mấy cái của xe. Chứ về thì mình chưa hẳn. Thử tài dưỡng, khéo là động hồi ra thơ tùm lum tùm la. Action hả? Thì mấy bạn tập trung đi, anh giới thiệu cho. Rồi các bạn ơi tập trung. Rồi xe số 1 à. Nghe Nguyễn Hải giới thiệu các bạn. Xe số 1 tập trung. Xe số 1 tập trung xong. Xe số 2 tập trung. Xe số 2 tập trung xong. Xe số 3 tập trung. Đứng đây nghỉ mát. Rồi ra xe. Sau khi mình thống mát xong, nghỉ bà xong, mình trả ra xe. Được vô không? Được, được. Để anh nói trước đi rồi. Đấy. Thầy ơi, mua của Trung Quốc mà ngộ gì? Cái micro này nó. Thôi cái này xong rồi. Đâu rồi, đúng không? Đánh 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 đán